ngày còn thơ bên cha dấu
sơn cao vào từng ngoài tùy hương quyến mà lòng thương mến từng chờ như đuốc rọi cao trên đường đuốc soi tâm hồn dắt con trên đường ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn tình cha tha thiết lòng cha âu yếm ơn cha như mái hiên che năm trường gió mưa xa gần nắng mưa không sờn nào những khi con buồn người đến bên vỗ về bàn tay xoa trên mái tóc bên đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào ơn cha như nắng soi trên cuộc đời người cho ánh sáng người cho lẽ sống ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường ơn cha như thái sơn cao vời như đuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi tình cha tha thiết lòng cha mênh mông hải hà như vậy nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn để cha vui trong quãng đời còn lại ơn cha như thái sơn cao bao từ ngoài tùy hương quyến mà lòng thương mến ơn cha như đuốc rọi cao trên đường đuốc soi tâm hồn dẫn con trên đường ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn tình cha tha thiết lòng cha âu yếm ơn cha như mái hiên che năm trường gió mưa xa gần nắng mưa không sờn nào những khi con buồn người đến bên được tin Chúa gọi linh hồn cùng hương hoa về với Ngài. Chúng tôi là đoàn phát thanh từ đạo Việt Nam Giáo xứ Thánh Tâm đến xin được chia buồn thành kính phân hương cùng với các quý. Chúng tôi không khỏi xúc động khi nghĩ đến chỗ trống vắng trong gia đình của linh hồn cụ Hieronymo, thương tiếc kẻ ra đi cũng như thông cảm nỗi buồn lòng của gia đình linh hồn cụ Hieronymo. Chúng tôi đến đây phân hưu và xin phép được dâng lời nguyện, xin Chúa quan phòng an bài mọi sự cho đẹp ý Ngài và ơn ban ơn nhiều cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn vì sao. Mau đổ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ được nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui đùa hung suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù. Người đưa tôi đi lên vườn trái ngát xanh trên đồi, người dẫn tôi về trời, người sắm cho tôi tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thắm tràn hòa. Đầu tôi người xứng dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù. Cộng đoàn thân mến, hiệp thông với người thân của chúng ta là linh hồn Theronimo giờ đây đang đối diện với Chúa, Đấng công thẳng nhưng đầy tình yêu thương. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những tâm tình chân thành tha thiết. Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết. Xin Chúa rải thương đến linh hồn Theronimo khi còn sống là người đã tin và rước mình ngó Thánh Chúa làm của nơi linh hồn. Xin cho linh hồn Theronimo được hương phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa phán rằng: ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho. Ngày hôm nay chúng con nhiệt nhất cầu nguyện và tạ ơn Chúa thay cho linh hồn của Geronimo. Xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem linh hồn Geronimo về thiên đàng với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và hết sức hoan nhân. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm mà linh hồn Geronimo đã vấp phạm khi còn sống trên đời. Xin Chúa sớm đưa linh hồn của Geronimo mà chúng con cầu nguyện hôm nay được về hương nhang thánh Chúa trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa an ủi đỡ nâng những người thân trong gia đình tan biến, để các vị có thể vượt qua sự thương tiếc người thân đã ra đi. Xin cho họ được sức mạnh, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, để cuộc đời của họ sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời cầu xin tha thiết của đoàn con Chúa, và xin cho chúng con sau khi từ giã cuộc đời tạm gửi này lại được cùng nhau sum họp trong nước Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho linh hồn Geronimo chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn gian nơi lửa luyện cầu ý, thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra, mà em đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Kính thưa thần quyến, thần quyến là bạn học, thì được tin Chúa gọi ông Geronimo là thân phụ của bạn, như thần quyến qua đời trở về với Chúa. Các bạn lớp xin đến để thân lưu chia buồn với gia đình và hiệp với gia đình dâng lên tin Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót vì bà của ông còn sống ở thế gian này, để linh hồn Geronimo trở về với Chúa, nơi mà ở đất mơ khi còn sống ở thế gian này, và trong tâm tình những điều chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên tin Chúa những lời nguyện xin đặc biệt cho linh hồn Geronimo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đấng ngôi thánh đường.
cho xứ Nga em. Xin cùng đặt mở sách 225. Chúa nhân từ xin lắng nghe. Ngày ấy trên núi này Chúa Tể Càn Khôn sẽ thiết tiệc đãi muôn dân. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ muôn dân và tấm khăn liền bao trùm muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa sẽ lau khô dòng lệ trên mặt mọi người và sẽ xóa bỏ nỗi ô nhục của dân người trên khắp mặt đất. Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: Thiên Chúa chúng ta đây rồi, chúng ta từng trông đợi người và người đã cứu chúng ta. Đây là Đức Chúa đấng chúng ta từng trông đợi, nào chúng ta hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa thần quý và cộng đoàn, lời Chúa chính trong sách ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe. Ngôn sứ Isaiah như đã nói tiên tri báo trước về một viễn tượng của ngày cánh chung, ngày sau hết, ngày mà Thiên Chúa sẽ thiết tiệc đãi muôn dân. Bữa tiệc mà Thiên Chúa thiết đãi đó là ân sủng của Ngài, ơn cứu độ sẽ đổ tràn trên thế giới này, trên từng người. Ngày ấy, tất cả những ai tin, những ai yêu mến Chúa thì sẽ được đón nhận dồi dào ân sủng, ơn cứu độ để họ có thể được hưởng sự sống vĩnh cửu ở nơi Thiên Chúa. Và cũng ngày ấy, Thiên Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ muôn dân và tấm khăn liền bao trùm muôn nước, là biểu tượng của chết chóc, biểu tượng của sự chia ly. Trong niềm tin, trong tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta,
chúng ta tin rằng một ngày kia chúng ta sẽ được ở bên Chúa, được hưởng sự sống mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là cho ông Jerónimo. Lúc này đây, hơn ai hết, ông Jerónimo có thể đưa lên Thiên Chúa chúng ta đây rồi, chúng ta từng trông đợi người và người đã cứu chúng ta. Đây là Đức Chúa đấng chúng ta từng trông đợi, nào chúng ta hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Đức Chúa mà ông Jerónimo yêu mến tôn thờ, giờ đây ông được xác mặt. Ông hơn ai hết, ông sẽ vui mừng để diễn kiến tôn nhan Chúa, đấng mà ông cả cuộc đời tôn thờ yêu mến. Tuy nhiên trong thân phận con người, với những yếu hèn bất toàn, chúng ta hiệp lời với nhau một cách đặc biệt để cầu nguyện cho ông. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót, những lỗi lầm, những yếu hèn của một kiếp người, để ông được thanh mềm, trở nên thanh sạch, trở về với đấng ông hằng yêu mến và tôn thờ. Sự sống của ông hôm nay kết thúc, và trong ít ngày nữa chúng ta mừng biến cố trọng đại con Thiên Chúa xuống thế làm người, một sự sống mới được trao ban cho thế giới này, cho mỗi người chúng ta. Thực ra sự sống của chúng ta ở thế gian này có chừng có hạn, chỉ có sự sống của Thiên Chúa là vĩnh cửu, là tồn tại muôn đời. Con Thiên Chúa đến thế gian để trao ban sự sống ấy, và chúng ta có quyền để hy vọng, có quyền để trông cậy một ngày kia chúng ta cũng sẽ được cùng với ông Jerónimo hưởng sự sống viên mãn ở trong Thiên Chúa, nếu chúng ta hết lòng yêu mến tôn thờ và đi theo đường lối của Ngài. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời kinh mà khi ông còn sống ông đã từng tuyên tín về xác và đường ngày sau sống lại, và mỗi người chúng ta cũng cùng với ông tuyên xưng niềm tin ấy. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tán xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên liễu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hạt sống vậy. Amen. Xin cùng lần mở sách chương 26. Chúng con xin phó thác linh hồn Jerónimo trong tay Chúa, trong khi còn sinh hoạt tại thế, vì yêu đuôi, linh hồn Jerónimo đã xúc phạm tới Chúa, có lỗi buồn phận mình bất cứ cách nào, xin Chúa tốt lành vô cùng tha thứ cho, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước cái chết của ông Jerónimo làm cho chúng ta đau buồn, hướng về Chúa, chúng con ngậm ngùi, chưa biết cầu nguyện thế nào, nhưng noi gương đứng tư thế đã khóc thương Lazaro, đã xúc động trước đám tang đứa con ruột của bà và phụ thành Na-im. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, linh hồn Jerónimo đã từ biệt chúng con, chưa biết chúng
con đang thương tiếc ngần nào. Xin Chúa cùng cô đức tin chúng con trong cơn thử thách này. Xin giúp chúng con chấp nhận cơn thử thách này. Nguyện cầu cho linh hồn Heronimo được ơn bình an trọn toàn nơi Chúa. Nhân danh Đức Giêsu Christ, xin cho linh hồn Heronimo được hưởng nhờ tình yêu Chúa. Trong tình yêu Chúa, xin dung thơ cho linh hồn Heronimo. Chớ thì ông Heronimo sớm được chia sẻ cùng anh cùng trường sinh với các bạn hữu của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho linh hồn Heronimo được hạnh phúc trường sinh như Chúa đã hứa. Nguyện xin Đức Kitô đón nhận linh hồn Heronimo vào đoàn ngũ các tôi chung của Ngài. Với ông bà tổ tiên đang hưởng hạnh phúc nơi Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đời sống chung của chúng con ngăn ngùi và mong dòm lắm. Còn Chúa là đấng hằng sống hằng tồn tại luôn mãi. Và lòng yêu thương của Chúa mạnh hơn thần trên. Chúng con xin gửi gắm linh hồn Heronimo nơi tình yêu Chúa. Xin Chúa cho linh hồn Heronimo được chia sẻ gia nghiệp mà Chúa đã sắm sẵn từ trước muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Có tất cả lòng tin tưởng, chúng ta dám xin Chúa cho linh hồn Heronimo mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian được sống gần Chúa trong ánh sáng huy hoàng và trong bình an của Chúa. Nhờ công nghiệp vô cùng của Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa sẵn sàng nhận lời kinh nguyện và cả những ước nguyện thầm lặng do lòng thành chúng con dâng lên. Chúng con nài xin Chúa cho linh hồn Heronimo được hưởng các ân xá mà Chúa dành cho những ai đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Xin Chúa cho linh hồn Heronimo được sớm hưởng tôn nhan Chúa, được san sẻ hạnh phúc bất diệt trong ánh sáng và bình an muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước tòa phán xét công minh và đầy tình thương, xin trái tim đơn thanh Chúa Giêsu thương xót cứu vớt linh hồn Heronimo. Trước tòa phán xét tri công và nhân hậu, xin Đức Mẹ hồn xác lên trời cầu bầu cho linh hồn Heronimo. Trước tòa phán xét vô cùng công bằng, xin chư thánh đã trải qua dù tình thương cầu cho linh hồn Heronimo. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Heronimo được lên chốn nghỉ ngơi. Hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ngang ngôi đẹp vô cùng. Amen. Từ chốn luyện hình nhu trong thời đã thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ qua lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nơi đồng trên nhịn vinh sáng lang. Hẳn chưa chúng con cho khỏi sợi sự đưa em nghe. Lạy Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Tu Xe là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Heronimo, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ ra Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương vang sự bình an, cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bình an. Và ơn Chúa. Cảm kính Cha. Thưa tất cả các anh chị, gia đình con hết sức là cảm động khi cha các anh chị đã dành thời gian quản ngàn đường xã đến đây để được cùng nghe về thông tin của chúng con, chúng tôi được chia sẻ cái sự thân bát này. Chúng con không biết nói gì để cảm ơn cha và các anh chị. Chúng con tin rằng là qua lời cầu nguyện của cha cũng như là các anh chị, Chúa sẽ thương và phục hát đến thời gian thanh quyền mà ông Giêsu đã phải chịu. Bởi vì thế gia đình chúng con rất là biết ơn
và chúng con chỉ biết rằng là xin Chúa qua lời cầu nguyện của mẹ Maria và ban xuống trên cha những là tất cả các anh chị muôn và ơn lành màu sắc. Và một lần nữa con thay mặt tôi tặng quý xin cha tặng lời này. Bà Thánh Thần Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng hồi thánh đường. Nguyện xin Chúa
trong xóm họ La Phan, tổ giáo sư Đại Lộ cũng như tổ Tương Vương, và tổ Lê Hiu và Vui Nho của giáo họ La Phan. Hôm nay đến đây chân thành xin phân yêu cùng gia đình và tham quyến sự mất mát gia đình của ông cụ mà hôm nay được xảy ra trong tâm tình của giáo họ mới đến công lao các cụ đang thực sự phục vụ cùng giáo họ chúng tôi. Cho nên hôm nay chúng tôi tới xin chia buồn cùng gia đình, xin chân thành cầu nguyện thêm lời cho cụ Geronimo sau đến giây phút này. Xin mời nhân dân cha và con và thánh thần amen. Trời chúng con nguyện danh cha ca sáng, đưa cha chỉ đến y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xóa trừ cám dỗ những kêu chúng con cho phải sự dữ. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, ơn mẹ Chúa Trời ở con, chúc con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân lạy mẹ, chúng con còn cháu em và ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lâu than thở kêu khấn bà thương. Ôi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi gầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Ôi khoan thai nhân thai bài trích sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì trưng trước mặt Chúa người già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải bởi cao niên, nhưng vì mái đầu bạc là sự khôn ngoan và tuổi thọ là một đời thanh sạch. Người công chính đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu và bởi đang sống giữa kẻ tội lỗi nên được Chúa đem đi nơi khác, và được đem đi như thế kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Dù kẻ này có chết sớm nhưng họ đã làm nhiều trong một thời gian ngắn, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa nên sơ Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian nan. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu gì và không quan tâm đến sự việc đó, vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của Ngài, tỏ lòng từ bi đối với các ngài và đoán nhìn đến các kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Cả ơn Chúa từ vực sâu tới con cầu xin Chúa. Chúa tôi, hồn tôi
cuộc hành trình của mình, thì xin Chúa lấy quyền năng và tình thương mà cho linh hồn Heronimo mai ngày cũng được sống lại hưởng vinh quang ngôi Chúa trên nước thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, như xưa Chúa đã phó linh hồn trong tay Chúa Cha, giờ đây chúng con cũng xin phó dâng linh hồn người thân yêu của chúng đây cho Chúa. Xin Chúa lấy tình thương mà ấp ủ linh hồn Heronimo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin chia sẻ.
kiến các vị hiền với Hương. Năm 1994 thì tác từ mẹ cho thầy Tô có đội đức nhà La Ba, và anh Thư cũng là một trong những người chủ trương đầu tiên của đội đức nhà La Ba. Hôm nay chúng em đại diện cho nhân dân của giáo hội La Ba cũng như giáo xứ lễ, cho nên là xin gia đình cũng thông cảm. Lúc ra thì mọi lần cũng rất là đông, nhưng mà tôi hôm nay vừa phải lễ để chúng em đến đây được tin phụ của Hermo là thân phụ của anh được Chúa gọi về, và chúng em đến đây trước hết thì cũng xin dường là chia buồn cùng với gia đình trong biến cố này. Chắc chắn rằng đối với mỗi con của chúng ta, nếu nói về xác thịt thì sự ra đi của cô là một mất mát rất lớn. Cô là cây cao bóng cả, cũng như là những cái gì mà tích lũy suốt một cuộc đời gần 100 năm. Con cháu là hưởng nhờ được cái tinh thần đó. Tuy nhiên thì nếu mà xét về theo về đức tin, tất cả mọi người chúng ta đều phải đối diện với cái sự kiện này. Chúng ta cũng khó dân của thêm quy mô để cho Chúa, và cô cũng là một tám trợ. Đối với lời Diều, tám trợ là một hậu phương rất đắc lực, cầu nguyện để cho tất cả những người chúng em là những người phía trước chúng ta chiến thắng. Ở đây chiến đấu không phải là chiến đấu để chúng ta giành về quyền lợi về thế gian, nhưng đó là chiến đấu với ba thù thế gian, ma quỷ và xác thịt. Và anh Thư suốt một thời gian dài là trong video của giáo xứ, cũng vì cuộc sống, và giờ đây thì anh cũng đã trở lại đây. Bây giờ mang vào trong máu, anh thử nói với em là cái máu thịt của mình, anh cũng đang hoạt động trong một video của giáo xứ Đại Lộ. Xin được chia buồn với anh chị cũng như tất cả các quý, tất cả những điều này là chúng ta đều biết rằng mọi sự đều nằm trong sự an toàn của Chúa hết. Cho nên sự ra đi của cô chắc chắn thì cô cũng sẽ cầu bầu cho tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt cũng là một tháng chờ thì chắc chắn qua lời truyền cầu của nhà ma nhà em, tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót của cô có mẹ trở che và nâng đỡ. Giờ đây cũng xin là tăng quyến cùng hợp ý với chúng em để chúng ta dâng những lời nguyện lên Chúa, nếu như trong cuộc sống của Hồng Hồng Mô còn thiếu sót điều gì, xin Chúa là cha nhân từ chứng tha tất cả mọi lẽ đó. Trong tâm tình đó, chúng ta cũng có một thánh lễ để xin được tiếp biệt cùng Hồng Hồng Mô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba
đăng trên cây thánh giá, trên bà tăng xa xuống một tổ tông. Ngày thứ ba bởi trăm kẻ chết mà sống lại lên trời, từ bên hiếu đức Chúa Cha phép các vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống mang xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin tình đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh thần có ở khắp thế này. Các thánh thông tâm, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không ngờ con biết lấy chỉ bảo đền làm từ ai Chúa vô biên trong khi bảo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống trước khi con xuất hiện trên đời thì Chúa đã yêu con. Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu trả lời các môn đệ rằng: đã đến giờ con người được tôn vinh thật. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa theo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, thì nó sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Này Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Này Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin Ngài xót thương, chiếu chân hòa anh qua.
Lạy Cha chúng con đứng trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ linh, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ trước cám dỗ, nhân khi chúng con cho quả sự giữ amen. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ con hề được tôn vinh. Quả thật, ta nói cùng với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phục sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phục sự ta cũng sẽ ở đó. Bây giờ linh hồn ta xa xuyến và biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Hội thánh không ngừng lan truyền sự chết và phục sinh của Đức Kitô qua việc trung thành cử hành bí tích thánh thể. Xin cho các tín hữu năng đón nhận mình và mau thánh Chúa làm lương thực trên đường tiến về quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm phúc thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Heronimo được hương nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Là sự thật và là sự sống. Xin cho mọi người chúng ta khi còn sống ở trần gian này biết khôn ngoan tìm kiếm những giá trị vinh cửu của nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con Bồ xuống thế làm người, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian được sống. Xin cho linh hồn Heronimo là người đã được cứu chuộc nhờ máu thánh Đức Kitô thì cũng được hưởng hạnh phúc cùng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, ta phần phạt cho linh hồn Heronimo chúng con cầu nguyện hôm nay. Hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù đạc ấy cho ra, mà đem đến cho hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Tôi là bác điểm đây với tôi các cháu em là đều
trong dòng họ con cháu của ông cụ đây. Được nghe tin mất, chúng tôi thấy đây cũng là cái tang chung tôi chứ không phải là cách mà cho nên là chúng tôi cũng không có cái buồn chung của gia đình trong dòng họ chúng ta. Ngày cũng là về đây nghe tin mừng Chúa gọi về thăm đến đây để cầu nguyện cho xin tất cả gia đình chúng ta cho nên cha và con và thánh thần. Amen. Xin Chúa thánh thần người luôn thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đón nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm nhuần thân xác. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa thì tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Thay vì dung chịu chết như một lưỡi cái lớn sắc bén đặt trong tay một lưỡi thần chết với bộ xương người ghê rợn, đức tin Kitô giáo đã biến đổi hình ảnh dễ sợ ấy qua một quan niệm khác hợp với đức tin hơn. Người Kitô hữu quan niệm sự chết như một cuộc giải phóng, một lễ vượt qua, một chuyến đi về ngày cha. Bài kinh thánh sau đây nêu rõ quan niệm trên. Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ của thánh hữu Côrintô. Anh em thân mến, quả thật chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời không do tay người thể làm ra. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thế gian này là như là sai Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được tới Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và từ chúng tôi đích thân, đó là điều họ thông xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thế gian hoặc đã lìa bỏ thế gian, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người, vì tất cả chúng ta đều phải được tia ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Nhưng linh hồn Geronimo kể như đã làm xong phần việc của mình trên trần gian, nên Thiên Chúa bình diệu cho được về nơi an nghỉ trong người. Linh hồn Geronimo không còn đau đớn nữa, không còn lo âu như chúng ta nữa. Đó là niềm
hạnh phúc nghĩa là nhờ sự chết linh hồn được siêu thoát, có thể còn qua giai đoạn thanh nguyện cho xứng với sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa. Bổn phận chúng ta hiện nay là giúp linh hồn Hieronymo rút ngắn thời gian thanh nguyện để chóng được vạn nguyện muôn đời hạnh phúc. Đặt mình vào hoàn cảnh của linh hồn Hieronymo, chúng ta dâng lên Chúa Thánh Bình này. Cầu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ mừng sau thương đau, con đời trông Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấm tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thánh thơi, nhưng cha quan hồng tư ta khiến muôn dân luôn nghi ngờ. Từ bước sau tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ bước sau thương đau, con đời trong Chúa nhận lời. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, còn tôi ta tiên cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vẫn tâm tin lời ban nguyện. Từ vực sâu sau thương đau, con đời trong Chúa nhận lời. Cho phép em được tâm lưu là bữa nay thì em mới được biết rằng em còn có những người anh, những người cháu như thế này. Sự thực em ở xa nhưng biết rằng em giới thiệu quá, em được biết. Và đó là những thiếu sót, cái tim là của em thôi, của xa. Và đặc biệt hôm nay thì các anh như là các cháu cũng là rất là cao niên rồi. Và còn mất chút thời gian, nhất là đường xa, xa xôi đến đây để nhận lời cầu nguyện, để chia sẻ cái sự mất mát của ông Hieronymo, người thân của em. Thì em tin rằng cái sự hy sinh của các bác, của các cháu, Chúa sẽ vượt bớt được thời gian thanh nguyên của ông, để ông sớm được gửi nhà thánh Chúa trong nước trời. Và gia đình của em cũng biết nói gì để cảm ơn các bác, các anh, những cái xin Chúa có lời đồng chủ của mẹ ban xuống trên các bác, các anh. Bài cho con xin tấm bình nhé. Rồi, con cảm ơn. Con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Hieronymo. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Hieronymo. Mẹ Chúa Trời xin Chúa che chứa vô lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng nữ đồng chứng hiền vinh sáng lang. Ta chưa có cho tội mọi sự, amen.
lạy đấng thánh trong tim Đức Chúa Giêsu. Được cho chúng con. Lạy Trái tim cực thánh cực tình lớp thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Lạy thánh Gioan Bosco. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng đi. Cầu cho chúng con. Mẹ ơi, mọi người làm gương yêu đây ngày tháng chơi vơi như thuyền đang giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình dịu dàng con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ buồn đầy trông chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ buồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhận lời. Mời cùng đoàn chúng ta cùng mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, Cha già rồi, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và Cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và Cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của Cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, Cha già dấu yêu.
còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu trên cây thánh giá, trên bà tam sa số
đời trong kẻ chết và sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa con đang có lòng này. Cùng vì lời Chúa con đã nữa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân được Chúa trời đến ngày này hãy trông cậy người cho điên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, theo làm dân người tay tay. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Geronimo được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Geronimo cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen. Chúa Giêsu, Chúa con đã phán đây rằng, bài hãy sinh thì bài sẽ được. Bởi con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi đứa điện tội. Xin Chúa con hãy lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn nếu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên nam. Rồi, tắt cái tiếng người một tấm. Em còn đang quay. Chào rồi chào.
Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chớ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta hằng bảo rằng, vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chưng nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước. Chúng ta đã bảo dàn và ước ao lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, vì mình việc làm lành hay làm dữ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và dân giàu ân cứu độ, từ vực sâu lạy Chúa con kêu lên Chúa, lạy Chúa. Được hầm đoàn cùng các thần thánh trên chốn đời đời.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Geronimo đã đón rước mình máu Chúa Kitô là bánh hằng sống. Xin Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thứ tha hết mọi tội lỗi mà linh hồn ông Geronimo được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng các thần thánh trên thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được chiêm ngưỡng ánh sáng công nhân Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang họp nhau nơi đây trong niềm tin được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa đã qua đời mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Geronimo. Ước chi ngày sau hết người tôi tớ Chúa được phục sinh và hưởng phúc thanh nhàn trong nơi đầy ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Geronimo được nghỉ yên muôn đời. Người nằm xuống ra từ trần gian, xin cho người ngủ yên năm tháng, lúc chết thì mới được hy hoàng. Chúa giang tay chờ đầy tớ chung tay một đời sống. Chúng tôi thăm hương bao ưu sầu.
trước linh cữu của ông, chúng ta xin thắp lên nén nhang này để tỏ lòng thương tiếc ông, xin ông phù hộ cho chúng con. Rồi người nào người cắm đấy đừng ai, người nào người cắm đừng lấy giống, đừng lấy cắm. Các bác cho phép em được gặp mặt gia đình, có lời chia sẻ, có lời tâm tình với các má, các chị chị cháu. Gia đình rất là cảm động khi thấy là có những vị cao niên, em xin được phép nêu lên một chút để nói với tâm tình gia đình em, cũng như là xin được gọi với tình thân và đồng bào. Không quản ngại cái đường xa, thật là 200 số đến đây để chia sẻ cái sự mất mát của gia đình, rồi có cái tâm tình rồi cầu nguyện cho ông, đó là cái điều gia đình rất là trân quý. Không những là hôm nay mà những ngày trước nữa khi ông Geronimo, cũng nghĩa là vừa là ông là cụ là cậu là chú nhất là bác, khi còn nằm trên giường bệnh ấy, nghe tin ông cụ ông mà ốm đau thì các bác, các anh, các chị như là các cháu đã ghé thăm rất là nhiều lần rồi, không những là về tinh thần còn là vật chất nữa. Gia đình của em rất là ghi nhận cái điều đó, nhưng mà lại không lâu. Và đặc biệt hôm nay đường xa như vậy, nhưng mà rồi các bác, các anh, các chị rồi các cháu đến đây dâng lời cầu nguyện, gia đình của em rất là cảm động. Trong tình thân thương và yêu thương ông như vậy thì em tin chắc là Thiên Chúa là tình yêu, thì là sẽ ghi nhận cái tình yêu đó của các anh, các bác, các anh, các chị, các cháu. Và cuộc sống thực ra thì cũng mỏng giò, thế ai thì cũng có những lúc mà sa ngã bất phàm, mà ông Geronimo đáng phải chịu, đó là tình yêu nó nói lên và Thiên Chúa rất là vui lòng. Và một lần nữa thì em không biết nói gì đâu. Các anh, các chị, các bác và các cháu đến để chia sẻ rất là nhiều, và hôm nay và còn những ngày trước nữa thì thôi, thì nghĩa tử là nghĩa tập ngày hôm nay các bác, các anh, các chị, các cháu đến đây thì gia đình chúng em rất được nâng đỡ, thì dù rằng mất đi một người thân nhưng mà bù đắp lại thì một những cái tình thương yêu mến yêu như vậy đó. Thì thôi, một lần nữa thì lần cuối cùng thì gia đình chúng em xin ghi nhận và xin ghi lòng cảm nhận. Đã sống với những khốn khó gian truân từng ngày, trên vai người nặng gánh mưu sinh long đong suốt cả cuộc đời. Có những ngày mưa rơi hay khi trời nắng cháy, người vẫn đi, cha đi để đổi lấy đắng đón chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên, chắc chiêu đời hy sinh cho con trọn kiếp sống. Rồi người đi mãi, ngày cha ra ngày cha ra đi, lệ mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn.
Kinh mừng Maria được ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Kinh mừng Maria được ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Chúng con cây vị dành Chúa nhân từ cho linh hồn Elohimo được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem cây mặt Đức Chúa Trời sáng lam vui vẻ vô cùng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha ra sáng nơi Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Trời cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu làm đời ban phong siêu phi la tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên mẹ tạm xa xuống một tổ tàu, ngày thứ ba vợ chồng kẻ trên mà sống lại, lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau vợ trời lại xuống ban xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có hậu khắp thế này cả thánh thần. Chẳng muốn anh em không hay biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đem họ đến với người. Bởi vậy chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói với anh em điều này: chúng ta là những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi đến vinh quang trước những người an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng tổng lãnh thiên thần cùng tiếng loa Thiên Chúa thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn ở lại. Chúng ta sẽ được nhấc lên cùng với họ trong các tầng mây để đón Đức Kitô trên không trung, và như vậy chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa chăn nuôi tôi. Tôi còn đã thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi. Lẽ nào tôi còn sợ chi? Còn sợ ai? Người đã dẫn tôi đi. Chúa bảo vệ tôi, lẽ
mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Đức Giê-xu phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Gia đình thân mến, trong lòng tin tưởng đối với Cha trên trời và trong tình hiệp thông với người thân đã đi trần, chúng ta hãy chân thành dâng lên Chúa những lời nguyện thiết tha. Tất cả đời sống của một tín hữu là đời sống được Thiên Chúa ba ngôi uốn nắn, để ngày càng nên xứng đáng một người con Thiên Chúa. Xin ba ngôi sớm hoàn tất việc thanh luyện linh hồn ông Geronimo qua thời gian luyện ngục, và ban cho linh hồn Geronimo được sớm chiêm ngưỡng nhan thánh người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Một trong những phương thế hữu hiệu nhất để giúp anh chị em tín hữu đã qua đời là chúng ta sửa chữa những lỗi lầm, khuyết điểm trong đời sống. Xin Thiên Chúa nhận lấy việc chúng ta hy sinh, hãm mình cùng với những lời cầu nguyện, những thánh lễ chúng ta xin hoặc hiệp dâng như một phương thế đền tội thay cho linh hồn ông Geronimo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Xin Chúa giúp chúng ta làm tất cả những gì mà ông Geronimo chưa làm được trong bổn phận đối với Chúa, đối với hội thánh và đối với tha nhân, để bù đắp những gì thiếu sót của linh hồn ông Geronimo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Theo lời Chúa dạy, xin giúp chúng ta trong khi nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Geronimo cũng biết sống đời sống đạo hạnh và làm tông đồ cho Chúa, vì đó là cách làm vui lòng linh hồn ông Geronimo hơn cả, và giúp chúng ta có ngày sum họp với linh hồn ông Geronimo trên quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong khi chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn ông Geronimo mà Chúa vừa mới gọi về, chúng con tạ ơn Cha đã chứng tỏ tình thương và hoàn tất việc cứu độ của Cha nơi linh hồn ông Geronimo. Đó là điều làm an ủi chúng con hơn cả và thôi thúc chúng con nhiệt tâm đáp đền tình Cha. Xin Cha đón nhận linh hồn Geronimo vào quê trời vĩnh phúc và trợ giúp chúng con trong việc sống xứng đáng làm con cái Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Geronimo được nghỉ đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Geronimo. Con lạy Chúa, con đã rơi vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhớ lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đối thừa, bởi Chúa hẳn có lòng thành cùng vì lời Chúa phép nữa. Con đã trông cậy Chúa linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa những kẻ làm dân nước Chúa trời. Đêm này hãy trông cậy người cho liên, vì người dân nhận lại ngày thương vô cùng. Đôi kia làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Geronimo được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Geronimo cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy Chúa, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày là cả và hơn nữa, như chúng con cũng tha kẻ có lỗi chúng con xin Cha để chúng con tha thứ các lỗi như chúng con đã phạm tội. Amen.
Linh Mục Maria đã ơn có đi chúa chở cùng bà và có phúc là ơn mọi người nữa và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ chúa chở cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ năm tử Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giê-rô-li-mô được lên chốn nghỉ ngơi làm xem tay mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Con ra đời có mẹ cha đã trời cao nghiêm lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Nuôi con bằng xưa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương cha dòng xưa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Chúa xin vì những lời kinh tiếng hát chúng con dâng lên Chúa trong giây phút này. Xin Chúa thương thứ tha tất cả những lỗi phạm những thiếu sót trên linh hồn và sớm đưa linh hồn Geronimo của chúng con về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.
người ông kính mến của chúng con. Ít phút nữa chúng con phải chia lìa bố vì là con người xác đất bật hèn, không sao tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót với bố với ông. Và giờ đây, trước khi chúng con không còn nhìn thấy ông nữa, thì những cái gì lỗi phạm của chúng con, các cháu lỗi phạm đến bố đến ông, tha thứ cho chúng con để bố nơi đi được sẵn thơm. Còn trước khi tiễn biệt, con chỉ biết nói những lời tiễn biệt đến với bố. Những hôm còn chăm sóc bố, có những cái gì lỗi phạm với bố, những lúc con cũng gắt gỏng với bố để bố được đi, nhưng cũng đấy cũng chỉ vì chúng con yêu thương bố thôi. Và giờ đây bố không còn ở với chúng con nữa, bố về với mẹ, mẹ đã đón bố. Chúng con không biết nói gì hơn. Trước khi tiễn biệt bố, xin bố nhận một lạy của chúng con, xin lỗi bố. Ngàn năm sáng hồn chẳng làm nữa.
vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu làm chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phạm nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau lớn, cùng chê hết mọi tội con, chê hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa gìn tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha con ở trên trời, chúng con nguyện rằng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến đi, Cha thầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sao trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu làm đời quan phong Siô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tạm xa, xuống mục tổ tâm. Ngày thứ ba vợ trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng tâm. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian. Khi qua khỏi cõi trần, ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mặt nhắc ta nhớ rằng cụ Hieronymo sắp rời căn nhà trần gian này để về nhà đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tìm thương. Lạy Chúa, mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa trong 9 giây phút khuôn mặt thân yêu này vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa. Xin cho cụ Hieronymo được thấy mặt Chúa và cho chúng con tin chắc rằng một ngày kia chúng con sẽ gặp cụ Hieronymo sống bên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao nhọc và gánh nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của ta vào mình và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, vì ách ta êm ái và gánh ta lại nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và ra chết cầu xin. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sư trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tan tóc này, chúng con này xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh của Hieronymo và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời.
Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc cụ Geronimo từ giã căn nhà này, bỏ lại cho người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của cụ Geronimo. Xin đừng để chúng con phải ngập đắng nuốt cay như người bị mất mát hay nuối tiếc những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng và sẽ được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Sao nỡ đành bỏ con để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi, cha đâu rồi? Tim con đau nhói từng hồi, kỷ niệm hiện về trong thương nhớ, từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời, tình thương ấm áp u ấp con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con, ôi tình yêu cha tuyệt vời. Con luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương.
tình thương ấm áp, phù ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái, hiền hòa bao dung như đã bên con, ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dạy bảo con, làm con phải thao hiếu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường.